Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuchi, một miên dịch. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ như thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ? Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên là Lưu Trữ. Lưu Trữ? Yuri hỏi. Không phải, tinh cầu Lưu Trữ. Lưu Trữ? Lưu Trữ? Lưu Chu Xin. Yuji ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Trữ? Thôi được rồi, nơi ấy giống như là một thư viện khổng lồ, rất mực, yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Đại để là một nơi rộng mênh mông với hành lang dài ngút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống yên bình. Có thể nói tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta. Nghĩa là sao ạ? Yuri thắc mắc. Là thế này, khi mẹ Mio qua đời, các cô các bác đã nói với Yuri thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn đang ở trong trái tim của con đúng không? Vâng. Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau. Chừng nào vẫn còn ai đó nghĩ tới, họ còn được sống ở tinh cầu đó. Nếu ai đó quên họ thì sao ạ? Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là chia tay thực sự. Và một buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay. Có ăn bánh gato không? Có, bánh gato. Cả trứng cá hồi? Ừ, cả trứng cá hồi. Trứng cá hồi là món khoái hậu của Yuri. Thế còn, đủ mọi thứ, con không phải lo. Thế, tinh cầu ấy có chim bất tình không? Sao cơ? Vì con biết chim bất tình, tức là chim bất tình ở trong trái tim con, phải không? Ừ, tối qua tôi đã đọc cho Yuri nghe câu chuyện chim bất tình và bác lái tàu Luke. Bố nghĩ là có thể lắm. Thế còn đầu máy Emma? Emma cũng ở đấy chứ? Emma không ở đấy, chỉ có con người mới ở đấy thôi. Yuri nói. Có chim bút tình, có cả Momo. Chú thích: Momo là tên nhân vật trong truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Michel Ende. Có cô bé quàng khăn đỏ, đương nhiên là cả Anne Frank nữa. Hitler, Hutop Hess cũng có ở đó. Có cả Aristotle và Newton. Mọi người làm gì ở đó ạ? Làm gì à? Họ cứ lặng lẽ sống thôi. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi là sao? À, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng? Suy nghĩ gì? Nghĩ gì thế ạ? Điều gì đó vô cùng phức tạp. Điều gì đó vô cùng phức tạp. Phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu Lưu Trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cả mẹ cũng thế. Không, mẹ chỉ nghĩ về Yuri. Thật hả? Thật. Nên Yuri không được quên mẹ đâu đấy. Con không quên đâu. Nhưng con vẫn còn nhỏ quá. Mới ở được với mẹ có 5 năm. Vâng. Bố sẽ kể cho con nghe trước kia mẹ là cô gái thế nào. Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao. Mẹ đã vui mừng như thế nào khi Yuri chào đời. Vâng. Bố mong con sẽ luôn nhớ về những điều ấy. Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy. Để đến khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy, bố vẫn có thể gặp được mẹ. Con hiểu chứ? Dì à. Thôi được rồi. Con chuẩn bị đi học chưa? Dì à. Con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa? Dì à. Thằng bé sao lại có thể nghển ngãng thế nhỉ? Hồi Mio còn sống nó đâu có thế này đâu. Có vấn đề gì về tâm lý chăng? Đến giờ rồi, đi thôi. Tôi cầm tay Yuri, lúc này vẫn còn ngái ngủ. Kéo ra khỏi nhà. Tôi trao Yuji cho một cậu bé phụ trách dẫn các em đi học đang đợi dưới chân cầu thang, rồi đứng dõi theo thằng bé đi cạnh anh phụ trách lớp 6. Trông Yuji như một đứa trẻ mẫu giáo so với tuổi lên 6. Thằng bé còn nhỏ quá, dường như nó đã quên mất việc phải lớn lên. Nhưng nhìn từ đằng sau, gáy của Yuji gầy và trắng như cổ hạt. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng có màu giống như nước trà Da Chao Linh. Chú thích: ở Nhật, nhiều trường học thường phân công học sinh lớp lớn hơn tới tận nhà các em lớp nhỏ cùng khu phố dẫn các em đi học. Việc này vừa là đảm bảo an toàn cho các học sinh lớp nhỏ, một phần để tăng thêm tính hòa đồng giữa cộng đồng thiếu nhi. Vài năm sau nữa, mái tóc trông sẽ giống như hoàng tử Anh quốc này. Thế nào cũng săn tít lại. Tôi đã trải qua chặng đường này rồi.
Nguyên nhân là bởi một số hormone bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì. Đến khi ấy, Suchi sẽ lớn bổng lên hơn cả tôi bây giờ. Suchi sẽ gặp một em bé, một cô gái giống mẹ, sẽ yêu và nếu thuận lợi, sẽ được một bản sao mang nửa gen di truyền của mình. Từ thời xa xưa, con người đã luôn như vậy. Phần lớn mọi sinh vật đều thế. Chừng nào tinh cầu này còn quay, quy trình vẫn sẽ được lặp lại. Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ dựng dưới chân cầu thang, nhấn bàn đạp hướng về phía văn phòng luật nơi tôi làm việc. Văn phòng cách khu nhà tôi chưa tới 5 phút đạp xe, khoảng cách lý tưởng đối với một người không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi. Tôi làm ở đây đã được 8 năm, khoảng thời gian đó không hề ngắn. Lấy vợ, có con và vừa rồi đến một tinh cầu khác. Khoảng thời gian đủ dài cho ngừng ấy chuyện xảy ra. Và vậy đấy, ở tuổi 29, tôi đã là một ông bố độc thân, có một con trai 6 tuổi. Giám đốc văn phòng rất là tốt với tôi. 8 năm trước, ông đã là một ông già. Giờ đây là một ông già và sẽ còn tiếp tục là một ông già cho đến lúc nhắm mắt. Tôi không hình dung nổi ông giám đốc không phải là một ông già. Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là ông đã qua tuổi 80. Bộ dạng của ông rất giống với loài chó Saint Bernard có thùng rượu đeo ở cổ. Chú thích: ở phương Tây, người ta đeo trên cổ giống chó Saint Bernard một thùng rượu mini bằng gỗ, còn gọi là cat collar, thay vì vòng cổ thông thường như những giống chó khác. Có điều thứ đeo ở cổ ông là cái cầm hai ngón. Ông cũng giống như loài chó này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã, mắt lúc nào cũng liêm diêm. Giả sử có một con Saint Bernard già nua ngồi ở thế chỗ ông ở góc phòng, chưa chắc tôi đã phát hiện ra. Khi Mio mất, tôi vốn yếu đuối lại càng thêm yếu đuối. Ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày một cạn kiệt. Suốt một thời gian dài, tôi bỏ bê công việc, gây biết bao phiền toái cho văn phòng. Tuy vậy, ông giám đốc vẫn không tìm người khác thay thế, mà chờ cho tới lúc tôi đủ sức gượng dậy. Sau đó, ông còn cho phép tôi chỉ làm đến 4 giờ chiều. Tôi đề bạt nguyện vọng rằng không muốn Yuri ở nhà một mình sau thời gian tan học. Ông đã đáp ứng. Làm vậy, tuy lương ít đi, nhưng bù lại tôi có được khoảng không gian không thể đổi, tôi có được khoảng thời gian không thể đổi bằng tiền. Nghe nói ở thị trấn khác có nhận giữ trẻ sau giờ học, nhưng nơi tôi lại không tồn tại mô hình hữu ích này. Bởi vậy tôi rất biết ơn ông giám đốc. Đến văn phòng, tôi cất tiếng chào Nagase, người có mặt sớm hơn tôi. Chào cô. Cô chào đáp lại: chào anh. Nagase làm ở đây trước tôi. Theo lời cô, học xong cấp 3 là cô vào làm văn phòng này luôn, vậy nên tính ra cô cũng phải 26 tuổi. Cô là một người khiêm tốn, nghiêm túc, gương mặt già dặn, rất hợp với tính cách lặng lẽ của cô. Đôi khi tôi thấy lo cho cô, không biết liệu có chỗ nào dành cho cô giữa những phụ nữ thời nay ngại ngần thể hiện bản thân. Nhớ đâu một ngày nào đó, trong lúc chen lấn xô đẩy, cô bị sẩy chân, ngã xuống rìa trái đất thì sao? Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy. Ông giám đốc vẫn chưa tới văn phòng. Giờ đây, ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn. Dù tôi chẳng thấy điều đó có mối liên hệ nào với tốc độ đi bộ để giảm sút của ông. Bởi vậy, bây giờ và một lát nữa, văn phòng sẽ chỉ có 2 người. Đó là toàn bộ số nhân viên ở đây. Xét theo khối lượng công việc thì đây là một con số hợp lý. Tôi ngồi vào bàn làm việc, rước qua đống giấy nhớ trên bảng ghi chú. Những dòng chữ rất khó đọc, nào là đến ngân hàng lúc 2 giờ, đến chỗ khách hàng lấy hồ sơ, đến sở tư pháp. Những lời nhắn mà tôi của ngày hôm qua gửi đến tôi của ngày hôm nay. Trí nhớ của tôi rất tệ, thành thử tôi phải thường xuyên ghi lại những việc cần làm. Trí nhớ kém là một trong những vô vàn vấn đề về sức khỏe mà tôi đang chịu đựng. Giải thích ngắn gọn thì có thể là do hồ sơ thiết kế chuẩn bị để làm ra tôi có sai sót, một sai sót rất nhỏ. Việc dùng bút phủ xóa chỗ sai đi rồi lấy bút bi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói ví von, như tôi đùa rằng trên thực tế hẳn đã phải xảy ra việc tương tự. Rốt cuộc không rõ do người viết cậu thả hay bởi lớp chữ bên dưới phủ trắng nghè lên dòng viết bi đè lên trên, nhưng đại để trong não tôi tình trạng khá hỗn loạn. Hậu quả của việc những chất hóa học quan trọng bị tiết ra vô tội vạ, điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ, lo lắng không đúng lúc, không thể nào quên được việc muốn quên, nhưng lại quên những việc không được phép quên. Đúng là bất tiện kinh khủng, hoạt động bị hạn chế, lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc, bị mọi người đánh giá thấp đến bất công. Nói cách khác, người khác coi tôi chẳng khác gì một thằng bất tài vô dụng. Tôi không đi phân trần với từng người rằng đó là tại chất hóa học trong não tôi. Làm thế rất phiền phức mà chưa chắc mọi người đã thông cảm. Vả lại, nếu chỉ nhìn kết quả thì phải thừa nhận là họ có lý.
Ông giám đốc là một người độ lượng. Tôi như thế nhưng ông chẳng bao giờ đuổi việc mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi. Nagase chưa từng tỏ thái độ khó chịu và luôn hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi biết ơn hai người đó lắm. Hoàn tất một số việc tại văn phòng, tôi nhét tài liệu vào cặp rồi đi ra ngoài, đến sở tư pháp. Tôi không có bằng lái ô tô. Hồi năm thứ hai đại học, tôi có thi một lần nhưng không vượt qua nổi vòng thi cấp giấy phép tạm. Trước đó vài sáng, tôi đã phát hiện não mình có vấn đề. Cạch, công tắc điện bật lên, van mở, kim áp kế vọt lên ở mức cực trần. Khi vừa chuẩn bị thi lấy bằng lái xe, tôi vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Có lẽ tôi gắng gượng được đến tận kỳ thi giấy phép lái xe tạm thời cũng là đã đáng hoan nghênh lắm rồi. Hôm đi thi, đang ngồi sau tay lái với thầy hướng dẫn thì những chất hóa học kia lại bắt đầu túa ra ào ào trong huyết mạch. Tôi cảm thấy lo lắng thái quá, không duy trì nổi sự tập trung cần thiết. Nỗi lo cứ lớn dần lên với tốc độ kinh hoàng, hệt như những quân cờ domino đang theo nhau đổ xuống hàng loạt. Sự kinh hoàng ấy thực sự rất là kinh hoàng, có thể biểu thị theo hàm số mũ. Mình sắp chết, tôi nghĩ là mình sắp chết thật. Hồi đó tôi đã nghĩ là mình chết đến vài chục lần mỗi ngày. Đến tận bây giờ có hôm tôi vẫn nghĩ thế đến vài lần. Tôi bỏ dở bài sát hạch lái xe hôm đó, tôi còn cố thêm hai lần nữa trước khi bỏ hẳn ý định lấy bằng. Buổi trưa tôi ngồi ở ghế đá trong công viên, ăn cơm hộp tự làm. Tôi đang cắt giảm tối đa những gì có thể trong tình trạng chật vật này. Với lại cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi dễ khiến tôi đau bụng. Với người khác có thể chẳng hề gì, nhưng đối với tôi, các chất phụ gia có thể đe dọa đến tính mạng. Bộ cảm ứng trong cơ thể tôi nhạy hơn người thường vài chục lần. Tôi vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Vì vậy mà tôi luôn phải đeo đồng hồ có cảm biến áp suất. Nó giúp tôi biết trước thay đổi sắp xảy ra để kịp ứng phó. Bão là thứ rất đáng sợ, tôi rất phục những người bình thường ở sự dẻo dai của họ. Đôi lúc tôi nghĩ mình giống như một loài động vật ăn cỏ quá yếu ớt sắp bị tuyệt chủng. Không chừng tôi có trên tông sách đỏ cũng nên. Buổi chiều sau khi đi học vài khách hàng, tôi quay về văn phòng. Đi ra ngoài tôi vẫn phải mang theo giấy nhớ. Tôi đánh dấu X vào bên cạnh tên những khách hàng đã gặp để biết chắc chắn những khách hàng còn lại là ai. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ đến gặp cùng một khách hàng hai lần, hoặc bỏ qua những khách hàng cần gặp mà lại đi thẳng về văn phòng. Tôi trao cho Nagase hồ sơ vừa lấy từ khách hàng rồi làm nốt mấy việc ở văn phòng. Cũng vừa lúc hết giờ làm, chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả. Tôi chào tạm biệt Nagase. Bỗng Nagase gọi tôi lại. Anh này. Gì hả cô? Cô tỏ ra hơi bối rối, kéo đi kéo lại vài lần cổ áo và tay áo sơ mi. Không ạ, Nagase nói, không có gì đâu ạ. Vậy à, tôi nghĩ một giây rồi mỉm cười. Chào cô nhé. Chào anh. Tôi đạp xe về nhà. Zuchi đang nằm đọc sách. Ngó qua bìa, tôi thấy đó là cuốn Momo của Michael Andy. Con đọc được hả? Tôi hỏi. Churi liền quay sang nhìn tôi. Gì ạ? Tôi hỏi lại lần nữa. Con đọc được cuốn đó à? Dạ, Churi. Zuchi trả lời, một ít thôi ạ. Đi mua thức ăn cho bữa tối nào. Tôi thay quần áo, mặc áo nỉ chui đầu, quần bò, rồi gọi Zuchi. Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri. Hai bố con mở cửa bước ra ngoài. Lúc đi xuống cầu thang, tôi bảo, hôm kia mình ăn cơm cà ri rồi mà, nhưng con vẫn muốn ăn. Hình như chủ nhật vừa rồi cũng ăn cơm cà ri. Vâng, nhưng mà con vẫn muốn ăn. Nấu cà ri lâu lắm. Không sao ạ. Được rồi, chúng tôi đi mua bột cà ri, hành tây, cà rốt, khoai tây ở trung tâm mua sắm trước cửa ga. Tay trái tôi xách một túi ni lông đựng đồ, tay phải dắt Yuchi. Thấy thằng bé lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi. Vốn hay lo lắng thấy quá nên khi đi bộ ngoài đường, tôi không bao giờ rời tay Yuchi. Tôi nói với thằng bé, ô tô đáng sợ lắm, phải thật cẩn thận. Dạ, một ngày có hàng chục người chết vì tai nạn ô tô đấy. Thật ạ? Đúng thế, nếu ngày nào cũng có ngần ấy người chết vì tàu điện, máy bay, người ta sẽ cho rằng chúng bị lỗi ở bộ phận quan trọng và loại bỏ phương tiện ấy. Thế người ta sẽ loại bỏ ô tô ạ? Không hề, lượng ô tô đang tăng lên. Vì sao? Chẳng biết nữa, lạ nhỉ, rất là lạ. Trên đường về, chúng tôi tạt vào công viên số 17. Không biết có tất cả bao nhiêu công viên ở thị trấn này. Có lần tôi đã thấy công viên số 21. Trong công viên, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombre và con chó Pu. Tôi không biết tên thật của thầy Nombre. Nghe nói hồi trẻ thầy dạy ở trường tiểu học, người ta đã gọi ông là như vậy. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, tôi đã hỏi ông, Nombre có phải là cách gọi đánh số từ bên dưới mỗi trang tiểu thuyết không ạ?
Đúng rồi, ông trả lời. Người ông lúc nào cũng run lẩy bẩy như chú chó nhỏ bị ngấm nước mưa. Có lẽ tại ông đã quá già. Sao từ đó lại thành biệt danh của thầy? Ông kẻ lắc đầu. Hoặc chỉ có thể là ông đang run lẩy bẩy mà thôi. Tại sao nhỉ? Hoặc giả là những người xung quanh cho rằng đời tôi tàn chẳng có gì chăng? Giống như quyển sách dở mãng ấy, chỉ thấy giấy trắng, trang nào cũng chỉ có mỗi số trang. Thật à? Tôi hỏi. Ông nhìn vào không trung bằng đôi mắt đục ngầu đặc trưng của người già. Đời tôi toàn bộ chỉ dành cho em gái mình. Con Pu xù lông ngồi dưới chông, ông há miệng ngáp dài. Con chó này có tên thật hẳn hoi, nhưng Yuji tự đặt cho nó tên là Pu. Tôi và em gái trên nhau 13 tuổi. Giữa tôi và em gái còn một đứa em trai nữa. Nhưng sau khi bố mẹ tôi lần lượt qua đời, thằng em tôi vội vàng bỏ đi sống tự lập. Nhà tôi chỉ còn mỗi tôi và em gái. Em tôi từ nhỏ đã ốm yếu. Bác sĩ hồi ấy chẩn đoán nó không thể sống tới năm 15 tuổi. Chẩn đoán là gì ạ? À? Chu Chi ngồi nghe bên cạnh hỏi. Không tìm được cách giải thích nào thấu đáo, tôi đành trả lời. Con nghĩ như thế nào thì nói là như thế. Biết mà, Chu Chi cười. Tôi dám chắc thằng bé đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác. Khi em trai tôi bỏ đi, em gái tôi mới 14, còn tôi 27. Tôi xác định sẽ chăm sóc em gái đến giây phút cuối cùng nên đã chọn cuộc sống chỉ có hai anh em. Khi ấy tôi cũng đến tuổi lấy vợ, trong lòng cũng đang thương thầm một cô. Nhưng tôi tự nhủ phải lo cho em trước, chuyện mình để sau. Thực tế là việc chữa trị cho em tôi tiêu tốn rất là nhiều tiền. Giả sử chuyện của tôi với cô gái kia có đơm hoa kết ra quả đi chăng nữa thì cũng chưa chắc tiến được tới hôn nhân. Đây là cứ như vậy, 5 tháng trôi qua với tốc độ kinh ngạc. Nhanh quá cậu ạ. Hay chỉ riêng với tôi mới nhanh đặc biệt như vậy? Thậm chí tôi bây giờ còn ngờ rằng kẻ nào đó đang cao tay đánh mất thời gian của tôi. Tóm lại, thời gian trôi vèo trong nháy mắt. Chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi. Nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói, Thì các trang sau chỉ cần viết giống như trang trước là đủ. Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm rồi. Em tôi mất năm 40 tuổi, còn tôi khi ấy 30 năm nữa. 3 năm nữa là tròn 60. Nhưng tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề trống rỗng. Thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán chẳng có gì đáng nói. Thật ra vẫn chứa đựng điều gì đó chẳng trống rỗng chút nào. Có niềm vui, có những cảm xúc khác, thậm chí là rất nhỏ. Sau một ngày làm việc, niềm vui của tôi là được trở về nơi em gái đang đợi. Tôi kể cho em nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Đó là cuộc đời tôi. Có lẽ nếu được sống một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác. Tôi bây giờ, con người chẳng ai chọn được cuộc đời của mình cả. Và hôm nay thầy Nombre vẫn sống cuộc đời của riêng ông, cùng với con Pu già nua lông xù. Chu Chi cười xoa xa. Yuji xoa xoa dưới cầm con Pu. Lập tức cổ họng của con Pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoáng qua của không khí. Dù vậy, dao động ấy vẫn đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn đạt tiếng ấy như thế này. Dấu ngã chấm hỏi. Thầy Nombre từng kể cho tôi người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con Pu. Giờ đây mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào gâu gâu, Pu chỉ có thể đáp lại chấm hỏi giống ngã kiểu ra nhưng bản thân nó chẳng có vẻ bận tâm gì đến chuyện này. Tối nay hai bố con ăn cà ri à? Thầy Nombre nhìn túi ni lông đi chợ của tôi hỏi. Vâng, còn thầy của tôi đây. Trong túi ni lông của thầy giơ lên cho tôi một hộp cá trích tẩm bột rán. Hàng tồn nên được giảm nửa giá, đỡ được bao nhiêu. Ông đưa chiếc túi lên gần mũi ngửi, vẻ mặt mãn nguyện. Đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi đấy. Trong gương mặt rạng ngời của thầy Nombre lúc ấy, tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao, chỉ biết là buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Nombre quá thằng tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời, đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ. Bởi thế nên tôi đã thấy buồn. Tôi và thầy Nombre ngồi trên ghế đá, nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Yuji và con Pu chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy Nombre khẽ nhích người ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngã người ra phía sau, mắt nheo lại như muốn thu trọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt.
thầy đưa cả hai tay lên, đảm bảo tôi. Tuyệt, tuyệt lắm. Thầy nghĩ vậy à? Ừ, tiểu thuyết là một nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu. Cũng không đến mức to tát như vậy đâu thầy ạ. Em chỉ định viết chuyện của em và Mio để sau này Yuji đọc thôi. Ừ, hay đấy. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Yuji kéo cổ con Pu xuống, giả vờ cắn vào tay con chó. Con Pu khó chịu ra mặt, liên tục kêu. Có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất là kém. Cho nên tôi tiếp tục. Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Nomre khẽ gật đầu. Quên là một việc đáng buồn, tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được, ta sẽ sống lại khoảnh khắc kia thêm một lần nữa, sống lại trong đầu mình ấy. Thầy Nomre chỉ vào đầu mình, những ngón tay run rẩy như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên trong thái dương. Mất trí nhớ rồi thì không thể sống lại ngày tháng ấy nữa. Cuộc đời dần trôi tuột qua khỏi kẻ tay. Thầy Nomre gật gù trước câu nói của chính mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy tôi nghĩ ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây thầy nháy một ánh mắt rất điệu nghệ. Một trong những cuốn tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ đấy. Thầy Nomre chậm rãi đứng lên, trông ông chật vật đến nỗi tưởng chừng như lực hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những nơi khác. Đến giờ tôi phải về rồi, niềm vui nho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp bước tới. Con Pu nhận ra liền chạy tới, đi theo chủ. Chào thầy nhé, tôi nói. Thầy Nomre không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào, chân vẫn bước. Chào Pu nhé, Yuji nói. Con Pu ngoái lại kêu một tiếng rồi chạy theo thầy Nomre. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện hữu cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji. Tinh cầu này có hình gì ạ? Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm phần hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút dạ vẽ phát hình tinh cầu trên mặt sau của một tờ quảng cáo rau vặt. Tinh cầu trông như thế này này. Toàn bộ tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện. Không có núi hay biển ạ. Không có, người ta sang núi đi rồi, sau đó dùng đất đó để lấp sông và biển. Sau khi sang phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà trên đó. Sao lại thế ạ? Vì nơi đó đông người lắm, không được để lãng phí bất cứ khoảng đất nào. Thật ạ, con cứ nghĩ xem, có bao nhiêu là người trong trái tim bố. Giờ họ không còn trên trái đất này nữa, mà họ đang sống trên tinh cầu lưu trữ. Bố có kể rồi. Như vậy, nếu cộng cả những người trong trái tim mọi người trên trái đất, thì tất cả là bao nhiêu người? Con không biết, động não chút đi chứ, Yuji. Thế này nhé, giả sử trong tim của mỗi người có khoảng 10 người, như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người sống trong tinh cầu lưu trữ. Con số này sẽ nhỏ hơn nếu lại đi những trường hợp trùng lập, nhưng thật khó giải thích cho Yuji hiểu được 60 tỷ là bao nhiêu ạ? Xem nào, chẳng hạn như trường của Yuji có khoảng 1.000 học sinh, tính từ lớp 1 đến lớp 6. Con đã thấy tất cả bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi đúng không? Rồi ạ. Như vậy sẽ là, đợi bố một chút, rồi nhẩm đến các số không bằng ngón tay. Nhưng tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy. 60 triệu là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất đổi hiển nhiên là xem nào. Lấy cái chai đặt trên nóc TV nhà mình đầy ấp đồng số 1 yên phải không? Vâng, con để dành suốt bao lâu rồi? Đúng rồi, trong đấy phải có chừng 1.000 đồng xu. Như vậy 60 triệu sẽ bằng khoảng 60.000 cái chai, giống như thế. 60.000 là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất hay. Là 60.000. À, là bố nghĩ ra rồi. Bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào? Vâng, có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách. Tất cả sách ở thư viện. Ừ, chỗ đấy là 60.000 ạ. Nằm trong chăn bên cạnh, Yuji ngẫm một lúc rồi Yuji nghĩ rất lâu. Tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nó thì thào. Takun ơi, Yuji vẫn thường gọi tôi như vậy. Ơi, cho con hỏi thêm một câu nữa nhé. Hỏi đi. Dạ, Yuji nói. Câu đầu tiên con hỏi là cái gì ấy nhỉ? Đầu tiên á? Vâng, bố quên mất rồi. Ồ, bố con mình ngủ thôi. Vâng.
một tối khác với câu hỏi tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này. Tinh cầu có thêm lý do để tồn tại. Bố đã kể về các tòa nhà trên tinh cầu này giống như thư viện rồi đúng không? Vâng ạ, thật ra tinh cầu là một thư viện. Thật à, thật chứ. Ai đó đã tạo ra tinh cầu này thích đọc sách. Do đó, những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó ấy. Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không? Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi về những điều phức tạp. Và thì bố đã nói rồi đấy, chẳng hạn như Newton và Plato có những vấn đề mà hồi ở trái đất các ông nghĩ mãi không ra. Đến khi các ông đến tinh cầu lưu trữ, các ông lại nghĩ tiếp. Cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền. Chừng nào người trên trái đất vẫn còn nhớ đến họ thì họ vẫn còn suy nghĩ. Vâng, mỗi khi tìm được câu trả lời, các ông sẽ viết thành sách. Và cuốn sách đó được nộp vào thư viện của tinh cầu lưu trữ. Còn sách của mẹ, mẹ cũng viết sách, nhưng sách của mẹ viết về Yuchi và bố. Ai đó đọc sách của mẹ không ạ? Có chứ, ai đó rất thích cuốn sách này. Vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu về tình yêu của con người. Thật à? Ừ, Jim Button viết gì ạ? Bố đoán là về đầu máy và tàu hỏa. Thế còn cô bé quàng khăn đỏ, bố nghĩ là về con chó sói. Thật không? Thật, cô bé quàng khăn đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói. Một cuốn sách rất là có ích. Thế ạ? Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn. Trên chiếc nôi xanh mướt bằng lá dẻ, lá sồi, bồ đề, bọn gấu mèo, chuồn và lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau. Lũ cá vây tia, chép hồng và cá đục sống ở các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vây rất là điệu đà, mắt nhìn vương quốc dưới đầm nước mãn nguyện. Trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đang xen như mê cung. Ngay đầu một lối mòn là một xưởng rượu đứng trơ trọi. Xưởng rượu đựng những thứ gỗ phế phẩm, và mái tôn này dần dần trở thành một phần của khu rừng. Cây tầm xuân leo kín bờ tường, tán lá của cành sồi lớn xum xuê cho toàn bộ mái tường. Từ xưởng rượu vang ra những âm thanh trầm đục, gư gư ra những tiếng rên rỉ. Tôi mặc một chiếc quần sót cốt tông đã bạc màu và chiếc áo phông in chữ KSC là viết tắt của Kennedy Space Center, tức là trung tâm vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi đã được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ nhàn nhàng chừng 6 phút trên 1 km thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng 1 tiếng. Nhanh vậy ta. Suri đạp chiếc xe dành cho trẻ em đi sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuchi đạp còn loạn choạng chưa vững. Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân bước qua, trong khi Suri phải cúi xuống dắt bộ qua. Thằng bé nói với tôi trách móc: "Takun ơi, đợi con với, đừng bỏ con lại chứ." Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé. Làm sao bố bỏ con được? Biết rồi, nhưng... Nào đi thôi, hai bố con lại tăng tốc, tiếp tục vào sâu trong rừng. Hai bố con chạy thẳng một mạch theo lối mòn có vô số nhánh. Chừng 40 phút thì sang đến bên kia của khu rừng. Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang. Trên nền nhà đổ bê tông giờ đã khô bong tróc, vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy khí, đỡ máy cơ khí hạng nặng. Cả một vùng đá vôi rộng lớn giờ chỉ còn lại một phần của tòa nhà. Tất cả gần như đã bị phá hủy, ngoại trừ cánh cửa và một thùng thư siêu vẹo trông như thế này: không rõ số thăng năm kia chỉ nhà máy số 5 hay là nhà kho số 5, vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn. Lần nào đến đây, Yuchi cũng đi nhặt nhạnh bu lông và đai ốc đinh tán lò xo. Có lần thằng bé nhặt được cả một bánh răng. Những hôm như thế gọi là trúng lớn. Tôi ngồi xuống một cái bệ quan sát Yuchi nhặt nhạnh các thứ. Hồi xưa có cả Mio đi cùng. Yuchi có thói quen nhặt nhạnh thứ này từ hồi mới 2 tuổi. Thế mà đến giờ, nơi đây vẫn còn rất nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được mấy thứ lặt vặt như thế ở chỗ này. Sau khi nhét đầy hai túi quần, Yuchi sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng được số lượng kha khá rồi. Bọn bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy xuất hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30cm so với mặt đất. Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào xới chỗ đất ấy lên.
Tôi hỏi Yuji, bố hỏi con một câu nhé. Dạ. Sao con làm việc này? Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết. Rõ ràng là thế con gì? Thằng bé bảo vì việc này rất là vui. Hừm. Chuyện đã xảy ra một tuần trước khi Mio đến tinh cầu lưu trữ. Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nàng bảo tôi, em sắp phải đi rồi, nhưng mà đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con anh sống thế nào. Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh. Từ giờ đến lúc em quay lại, mọi việc trông cậy vào chồng nhé. Lúc ấy Yuji đã lên lớp 1 rồi. Chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ, nhớ hàng ngày cho con ăn sáng, kiểm tra đồ dùng, đừng để con quên. Chồng làm được không? Được chứ, tôi nói. Thật không? Em về mà không thấy chồng, làm không tốt, em sẽ không tha thứ cho chồng đâu. Rồi nàng khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng khẽ khàng, đến nỗi thiếu điều tôi không nhận thấy. Em rất lo cho chồng, Mio nói. Anh không sao đâu, anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là một ông bố tốt, em đừng lo. Thật chứ? Thật. Chồng phải hứa đấy. Ừ. Tôi đã mạnh mẽ hơn chưa? Đã là một ông bố tốt chưa? Mùa mưa sắp đến rồi. Một ngày thứ hai của tháng 6. Hôm nay hai bố con tôi lại bước sang một ngày mới. Yuji ơi, bữa sáng xong rồi đấy. Dạ, khẩn trương ăn đi nào. Dạ. Tôi trùm chiếc áo phông lên đầu Yuji. Thằng bé lúc này vẫn mặc đợt một chiếc quần đùi, tay liên tục dụi mắt. Ăn sáng, ăn sáng. Vâng. Con kiểm tra cặp sách chưa, có quên gì không? Không ạ. Nhưng hôm nào thằng bé cũng để quên thứ gì đó. Ta quên ơi, ơi. Lại trứng ốp lết với xúc xích ạ. Ừ, vừa đủ dinh dưỡng lại ngon nữa. Nhưng ngày nào cũng ăn thì. Sao cơ? Không có gì ạ. Khẩn trương lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy. Thế ạ, Ta quên ơi, ơi. Cái áo này dính sốt cà chua rồi. Kệ nó, cứ coi như là họa tiết của áo đi. Thế là sao? Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước sốt, còn một cái thì dính đầy cà ri rồi. Trời, con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút, tức là giúp bố rồi đấy. Vâng, được rồi, con mặc áo này vậy. Tôi đi ra ngoài có việc, trên đường về thì dính mưa. Cơn mưa đầu tiên của tháng, đến văn phòng, Nagase mang khăn và khăn bông la lau vai và lưng cho tôi. Áo vest của anh, Nagase nói. Vâng, vâng. Nagase rất là lúng túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói dở dang. Cô kéo mạnh cổ vào tay áo sơ mi của mình. Sao hả cô? Chuyện là áo anh sẽ bị ố mất. À vâng, đành chịu thôi. Tuy nhiên cử chỉ của Nagase cho thấy cô vẫn đang rất là bối rối. Tôi nhếch miệng cười với ý muốn hỏi tại sao vậy, thì cô lắc đầu với ý đáp không có gì. Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói tạm biệt cô nhé. Cô thì thào, anh vất vả quá. Ông tập tài liệu vào ngực. Ông giám đốc đang ngồi ngủ ngon lành tại bàn của mình. Buổi chiều hai bố con kéo ô đi chợ. Tối nay con muốn ăn gì? Cơm cà ri ạ. À? Rập khuôn quá. Rập khuôn là gì ạ? À? Là thiếu tính sáng tạo. Nghĩa là sao ạ? À? Là giống như thực đơn hàng ngày của nhà mình. Thế ạ? À? Vậy thì phải làm thế nào? Hay bố con mình cứ thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé. Hoa wow, hay quá. Mới là một làn gió mới. Là gì ạ? À? Câu nói của tổng thống Mỹ ngày xưa. Giờ đây thì con trai của ông ấy cũng làm tổng thống. Thế ạ? À? Ừ. Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn của bữa tối hôm nay sẽ là bắp cải cuốn thịt. Món ăn chưa từng xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi. Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm rồi hớn hở ra về. Một làn gió mới, một làn gió mới. Yuji cứ nhắc đi nhắc lại. Tại công viên thứ 17, như thường lệ đã có mặt thầy Nombre. Ông đang ngồi ngắm những bông cẩm tú cầu nở rộ quanh cái ao nhỏ. Con Pu không thích mưa nên cứ chui tọt vào gầm ghế. Thầy Nombre. Nghe tiếng tôi, thầy Nombre liền quay lại, tủm tỉm cười. Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu. Đẹp quá anh nhỉ. Hoa biết có người ngắm nên cố gắng nữa thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo, do dự. Thầy tiếp tục. Cẩm tú cầu vốn là loài thuộc vật duyên hải. Có lẽ chúng đang nhớ nước đấy. Tôi trộm nghĩ chắc thầy Nombre vẫn nhớ đến hình bóng người con gái ông đã không có cơ hội gắn bó khi xưa. Việc này chắc cũng tương tự như khi đã yêu ai đó, dù mấy chục năm không gặp lại, dù người đó không còn trên tinh cầu này nữa, ta vẫn nhớ nhung người ấy khôn nguôi. Có vẻ kỳ lạ nhưng mà đó là sự thật.
Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ? Thầy Nombre hỏi. Chưa ạ, lúc bắt tay vào viết em lại thấy khó khăn quá. Dù em có rất là nhiều điều muốn viết, hãy cứ đợi đến thời điểm ấy tới. Hãy cứ đợi đến khi thời điểm ấy tới. Thời điểm ấy ạ. Ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong lòng ngực anh và tự động tuôn trào. Thật thế sao? Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó. Chu Chi cúi xuống nói gì đó với con Pu đang trốn dưới gầm ghế. Con Pu lặng lẽ nghe. Tôi cố giỏng tai và nghe được Chu Chi nói với con chó. Này, mày có biết một làn gió mới không? Về đến nhà với sự trợ giúp của Chu Chi và tham khảo thêm sách dạy nấu ăn, tôi bắt đầu làm món bắp cải cuốn thịt. Sách có ghi đây là một trong những món ít có khả năng thất bại nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất bại. Con bảo này, gì cơ? Món bắp cải cuốn thịt có vị thế này ạ? Bố nghĩ là không. Với cả, sao? Vị chán quá. Bố đồng ý. Sau đó là khoảng 5 giây im lặng. Con bảo, ừ, con phát hiện ra điều gì? Con phát hiện ra điều này. Điều gì? Hình như con đã mua nhầm. Nhầm cái gì? Nhầm rau diếp với rau bắp cải. Ồ, lại 5 giây im lặng. Con xin lỗi. Không sao, không sao, con đừng lo. Vì lúc nấu bố cũng chẳng phát hiện ra. Thật ư? Ừ. Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng ở Anh cứ 3 đứa trẻ thì có một đứa không phân biệt được bắp cải với rau diếp. Chàng hoàng tử Anh quốc nhà tôi hình như là một trong 3 đứa trẻ đó. Và khả năng tôi cũng nằm trong số đó. Tôi được biết rạp chiếu phim ở thị trấn bên cạnh đang chiếu phim Momo. Đó là một rạp chiếu độc lập và thường chiếu các phim kinh điển. Nghe nói tháng này rạp sẽ chiếu trọn bộ các phim dựa theo tác phẩm của Michael Andy. Tuần này là Momo, tuần sau là Chuyện dài bất tận. Chu Chi nói muốn xem Momo. Con biết là bố không thể vào rạp xem chiếu phim được rồi đúng không? Con biết. Nếu con muốn đi thì con sẽ phải xem một mình đấy, chịu không? Không sao ạ, vậy thứ bảy này đi nhé. Hay quá, cảm ơn Takun. Không có gì. Thứ bảy, trước giờ chiếu một tiếng, hai bố con rời căn hộ. Tôi đạp chiếc xe cũ ngày thường vẫn dùng đi làm, còn Yu Chi đi chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Hai bố con đạp xe mang theo con đường hai bên là cánh đồng. Còn gần 10 cây nữa là đến thị trấn bên cạnh nên vẫn đủ thời gian. Tôi không đi được xe buýt hay tàu điện. Nếu bước lên xe ngay khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu tăng tốc, Là công tắc trong tôi bật lên. Van mở ra, kim áp ghế bật lên mức kịch trần. Đi bất cứ phương tiện nào tôi cũng bị như vậy. Từ đầu máy, hình như con khỉ ở khu vui chơi, cho đến thuyền thiên nga ở khu du lịch. Xe buýt hay tàu điện đã rất tệ rồi, nhưng tàu điện một ray hay cáp treo còn tệ hơn vì chúng ở trên cao. Tôi đoán nếu là máy bay thì còn khủng khiếp hơn nữa, và tàu ngầm thì chắc chắn là sẽ là đòn chí mạng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bị nhốt vào một cái buồng chật cứng rồi người ta kích hoạt kiếp thuốc nổ bên dưới và bắn tôi bay vọt lên không trung cũng đủ khiến tôi kinh hãi. Thế nên trong mắt tôi hồi nhỏ, chú chó Laika Kudryavka là một trong những anh hùng khi đảo bay vòng quanh trái đất trên con tàu Sputnik. Tôi ước giá mà mình có được một chút xíu lòng dũng cảm của nó. Còn căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể nào lên mặt trăng, cũng như không thể nào lặn xuống vực sâu Mariana. Đáng tiếc làm sao. Hai bố con đến nơi khi còn 5 phút nữa là đến giờ chiếu. Sở dĩ hai bố con đi lâu như vậy là do bị ngược chiều gió. Mặc dù Yu Chi đã còng lưng để đạp xe hết sức, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với dự định. Tôi đưa thằng bé chỗ sandwich mang từ nhà đi cùng Lan Coca mua ở máy bán hàng tự động. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cùng ăn trước giờ chiếu phim, nhưng giờ thì không kịp nữa. Tôi mua một vé trẻ em ở quầy, xem phim vui vẻ nhé. Yu Chi có vẻ hơi bất an vì kế hoạch đột ngột thay đổi. Tôi lấy trong ví ra vài đồng xu, nhét vào túi quần Yu Chi. Nếu ăn bánh sandwich mà còn chưa no thì con mua thêm bắp rang bơ nữa, hoặc bánh rán cũng được, thích ăn gì thì mua. Vâng. Nói vậy nhưng Chu Chi vẫn đứng im, ôm khư khư cái hộp đựng bánh sandwich và lon coca. Chuông báo giờ chiếu vang lên. Chu Chi ngoảnh ra sau, nhìn cánh cửa dẫn vào phòng chiếu. Sau đó thằng bé lại quay lại nhìn tôi. Vào đi con, bắt đầu rồi đấy. Tôi đặt lên vai Chu Chi.
Tôi đặt tay lên vai Yuji, giặt giục thằng bé. Tôi đưa tấm vé cho cô nhân viên, còn một tay thì đẩy lưng Yuji. Trước khi vào phòng chiếu, Yuji còn ngoảnh lại nhìn tôi hai lần. Ước gì tôi có thể vào xem cùng thằng bé. Nhưng mà tôi không thể vào rạp chiếu phim, cũng như không thể đi nghe hòa nhạc hay dự đám cưới. Nguyên nhân của việc này hơi khác so với việc tôi không đi được thang máy, không lên được các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cũng thấy điều này hết sức vô lý, nhưng cứ thể bị mắc kẹt trong trạng thái quái gở nào đó, chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to. Chắc hẳn mọi người ít nhiều đều có cảm giác ấy, nhưng vấn đề là ở mức độ thế nào. Tôi không kìm được mong muốn nói oan oan những câu tưởng như vô thưởng vô phạt, kiểu như chà cái áo kia sành điệu quá, hay chết tuyệt suốt nữa thì được. Những câu nói bất chợt hiện lên trong đầu tôi, thường trực như có nhu cầu được bật lên, gây phiền hà cho tôi. Tình hình sau đó diễn biến như mọi trận. Sự bối rối làm công tắc bật lên, vang mở. Kim ép kế vọt lên mức cực trần. Giờ đây tôi không còn thấy bất tiện vì chuyện này nữa, như hồi đại học thì đúng là đến khổ. Ngồi học mà tôi cứ toát mồ hôi như tắm vì cố kìm nén những câu nói luôn chực buộc ra khỏi miệng. Rồi dã man quá, hay em không nhớ thầy nói như thế. Rốt cuộc căn bệnh ấy trở thành nguyên nhân chính khiến tôi phải bỏ học giữa chừng. Sau khi thấy Yuji đã vào hẳn trong phòng chiếu, tôi đi lanh quanh bên ngoài rạp tìm một chỗ giết thời gian. Khu bên này toàn là các cửa tiệm thời trang, trang sức và đồ ăn nhanh. Chỉ có sự ồn ào náo nhiệt của chỗ này khiến tôi đủ hoa mắt, chóng mặt. Nhưng tôi buộc phải đợi đến lúc Yuji xem xong phim. Vị đã đưa hết sandwich cho Yuji nên giờ tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đi bộ được một lúc trước khi quyết định vào Starbucks, thầm nghĩ chỗ này chắc không sao. Không sao là do quán cấm hút thuốc. Với những người có độ cảm biến nhạy như tôi, khói thuốc là một mối đe dọa chẳng kém gì hơi cay. Giả sử có một hội những người như tôi rủ nhau đi biểu tình, chỉ cần tay cầm biểu ngữ chà cái áo kia sành điệu quá, hay chết tiệt suốt nữa thì được, thì để trấn áp bọn tôi, cảnh sát chỉ cần ngậm một điếu thuốc bao vây xung quanh là xong. Bọn tôi sẽ nước mắt tèm nhèm và rút lui, và vừa chạy vừa kêu trời dã man quá. Tình trạng không thể cho phép tôi uống cà phê. Cạch, công tắc sẽ bật lên. Do đó thực đơn của tôi tại Starbucks rất hạn chế. Tôi gọi đồ uống là một chai nước khoáng, đồ ăn là sandwich BLT. Chú thích: BLT là viết tắt của bacon, thịt lợn, muối xông khói. Lettuce, đúng không ta? Lettuce, rau diếp cá, và tomato là cà chua. Nhận một chiếc khay có chai nước và bánh sandwich. Tôi ngồi vào một góc bàn trong cùng. Khoảng 80% số bàn đã có chỗ ngồi. Mọi người đều vừa uống cà phê, vừa bận việc gì đó. Có cô bận áo vest công sở, ngồi cúi mặt vào máy tính xách tay. Có cậu bé có vẻ là sinh viên thì mở sách ra để trước mặt. Tôi bắt chước họ mở cuốn vở vẫn mang theo bên người. Tôi ấn đuôi bút chì vào ngực để đẩy ngoài chì ra. Sau khi ngoại một miếng bánh đầy ứ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Uống một ngụm nước, tôi viết con số 1 vào dòng đầu tiên của trang sách thứ nhất. Của trang thứ nhất, tôi dự định sẽ viết về tiêu đề sau. Câu chữ đầu tiên xuất hiện ngay tức thì. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Từ ngữ lần lượt tuôn trào như thể tôi đang chép lại những đoạn văn có sẵn từ trước. Ra là vậy, tôi nghĩ. Hóa ra đây là điều mà thầy Nomre đã nói. Cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào. Tôi viết về tên cầu lưu trú, về Yuji, về công việc ở văn phòng, về thầy Nomre, về con vu, về việc chạy bộ cuối tuần tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Tôi muốn viết về cuộc sống hiện tại trước và sau, mới chuyển sang viết về kỷ niệm với Mio. Trước đây tôi chẳng viết gì ngoài vài đoạn nhật ký, thế mà các câu văn cứ tuôn ào ào. Tôi nhớ lại các tác phẩm của John Irving, tác giả cuốn sách tôi rất thích, và Kurt Vonnegut, nhà văn khoa học viễn tưởng đồng thời cũng là thầy dạy của John Irving, để tham khảo cho những câu tôi viết ra. Hình ảnh tôi và Yuji hiện ra trên trang sách có vẻ hạnh phúc hơn so với tôi và Yuji ngoài đời. Tôi chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn, thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Và lại, viết về nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn.
tôi mãi mê tạo không gian cho nhân vật của chính chúng tôi, khoảng thời gian mà chúng tôi đã mất. Tôi không thể tin nổi. Lúc ngẩng dậy thì mặt trời đã xế bóng. Tôi hoảng hốt. Tôi chết rồi. Tôi cuống cuồng bật dậy, làm đổ chai nước để trên mặt bàn. Chai nước đã cạn từ lâu. Khách trong cửa hàng nhìn tôi ái ngoại. Tôi tống hết sách vở, bút chì, tẩy vào của túi đeo, đem trả lại khay đồ rồi ra khỏi cửa hàng. Vừa chạy tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Phim đã chiếu xong hơn một tiếng. Quên những việc không được phép quên. Mà đây là việc cấm không được quên. Tại sao tôi lại thế chứ? Tại sao lại thành ra thế này? Tôi liên tục va phải vào người ngược chiều. Mỗi lần như thế tôi lại xin lỗi cuống cuồng, lao đến chỗ Yuchi. Bên ngoài rạp không một bóng người. Bộ phim tiếp theo đã chiếu được một nửa. Lúc này bầu không khí yên lặng đến lạ thường, bao gồm cả sảnh rạp chiếu. Tôi trông thấy Yuchi ngay, thằng bé ngồi một mình giữa cầu thang chính rộng lớn, hai tay ôm hộp cơm trưa đang đặt trên đầu gối, mắt mơ hồ nhìn vào điểm nào đó trước mặt, cái miệng nhỏ xíu mấp máy như thể đang hát, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Yuchi ơi, tôi gọi thằng bé nhưng không đáp. Mãi đến lúc tôi lại gần, thằng bé mới nhận ra. Mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi và má cũng đỏ. Thằng bé sực mũi liên tục. Bố xin lỗi, tôi nói. Vâng, Yuchi nói. Tôi cúi xuống dùng ngón tay lau giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên mi của Yuchi. Tôi lấy trong túi ra tờ giấy ăn, đưa Yuchi xì mũi. Xì từng bên một thôi nhé, xì mạnh quá là đau tai đấy. Vâng, tôi ngồi xuống bên cạnh con. Bố rất xin lỗi. Vâng, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yuchi. Tay thằng bé vẫn ướt và ấm như mọi khi. Con lo lắm. Mãi rồi thằng bé mới cất giọng lên nghẹn ngào. Con lo Takun đang ở đâu thì bị mệt, không đi được nữa. Thế hả? Vâng, con đã chạy đi tìm tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bố xin lỗi. Tôi xin lỗi lần nữa, giờ thì tốt rồi. Yuchi nói, Takun không sao chứ? Bố không sao, nhưng bố đã làm một việc rất tệ với Yuchi. Yuchi lắc đầu, con ổn mà, con chịu được. Rất giỏi. Ừ, Yuchi giỏi lắm. Con giỏi à? Rất giỏi, giỏi có mấy lần bố? Không có đâu, Yuchi nói. Con khóc đấy, khóc rất nhiều. Nước mắt Yuchi rơi lã chã. Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Yuchi, rồi kéo thằng bé vào ngực mình. Bố xin lỗi vì đã làm con khóc. Thằng bé cố nén tiếng khóc, nó dụi đầu vào ngực tôi thì thào giọng lúng búng. Xin Takun, thằng bé nói. Đừng bỏ khóc một mình, đừng quên con. Tôi đã phải trả giá vì khiến Yuchi lo lắng. Mặc dù sự trả giá này càng khiến cho thằng bé lo lắng hơn. Chuyện là trên đường về, đi được nửa đường thì cơ thể tôi bắt đầu dở chứng. Yuchi lúc này tươi tỉnh trở lại. Thằng bé kể cho tôi về bộ phim đang xem bằng giọng lúc được lúc chăng. Gió đang thổi xuôi chiều nên hai bố con đạp xe nhẹ tênh như con thuyền lai gió. Khi tôi phát hiện ra thì tình hình đã tồi tệ hơn. Mũi tôi thấy mùi khét lẹt, các đầu ngón tay và ngón chân tê cứng, người tôi run cầm cập. Tôi vẫn cố đáp lại lời Yuchi, dù nội dung chẳng lọt được trong đầu tôi là mấy. Tôi chịu đựng được chừng 5 phút thì đến giới hạn. Yuchi ơi, tôi ngắt lời thằng bé. Gì à, dừng lại đã. Vâng. Chúng tôi rẽ vào con đường dân sinh nối từ đường nhựa tới giữa cánh đồng. Tôi ngồi thụp xuống như thể sắp ngất đến nơi. Năng lượng hết, xăng cũng hết. Với người bình thường thì hạ đường huyết chỉ là do đói, nhưng với cơ thể vốn quen phóng đại mọi chuyện lên thì tình trạng này cũng phóng đại theo. Cảm giác tê cứng đến tận bả vai và háng. Tôi không thể ngồi được nữa, tôi nằm xuống. Thường ngày vẫn chú ý ăn đủ 5 bữa để không bị thế này, nhưng hôm nay do tâm trạng xáo trộn nên tôi quên mất bữa phụ lúc 3 giờ. Takun không sao chứ? Ừ, bố chỉ gặp chút rắc rối. Thật ạ. Yuchi này, thằng bé quỳ xuống, ghé sát vào mặt tôi. Gì ạ? Trong túi con còn tiền không? Con ạ, con chỉ mua bắp rang bơ thôi, vẫn còn tiền. Bố nhờ con một việc nhé. Vâng. Con đạp xe đến cửa hàng tiện lợi nào đó xung quanh đây, mua một cái gì đó về cho bố ăn. Cái gì đó để ăn ạ? Ừ, bố hết pin rồi, bố phải thay pin mới hoạt động được. Thế ạ? Ừ. Con đi được không? Được ạ, vậy con đi đi. Vâng ạ. Yuchi đứng lên dắt xe đạp ra đường nhựa. Khi đã ngồi trên yên xe, Yuchi ngoái đầu lại nhìn tôi. Takun ơi. Ơi,
của Yuji lại đỏ rực lên. Cha Phương, Takun sẽ không chết chứ? Không sao, bố không chết đâu. Thật chứ, thật. Yuji nhìn vào mắt tôi một lúc như muốn kiểm chứng sự thật trong lời nói của tôi. Tôi có mỉm cười nói với thằng bé. Yuji, tôi có mỉm cười với thằng bé. Con đi đây. Mãi Yuji mới lên tiếng. Ừ, đi giúp bố nhé. Yuji nhấn chân đạp xe đi. Yuji, nghe tôi gọi thằng bé phân kít xe lại. Gì ạ? Chắc con biết rồi, nhưng mà bố cần nhắc lại là không phải mua pin thật đâu nhé. Thế ạ? Câu thế ạ của thằng bé giống như một kiểu phản xạ có điều kiện. Thật chẳng nên cố tìm hiểu ẩn ý trong lời nó nói làm gì. Dù sao thì cũng chẳng có cách nào. Con mua cái gì ăn được đấy, đồ ngọt là tốt nhất. Vâng, nếu có thì mua. Dạ, bánh kẹp kem. Vâng ạ, ta quên thích món đấy mà. Ừ, con đi đây. Ừ, thằng bé nhấn bàn đạp và phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng, toan gọi lại theo nhưng nhớ ra là thằng bé hơi nghễnh ngãng nên thôi. Đừng phóng nhanh thế. Tôi nằm xuống, nguy hiểm lắm. Điều duy nhất kết nối tôi với thế giới thực tại là cái lạnh của mặt đất dưới lưng và mùi cỏ. Tôi dần dần rơi vào trạng thái mê man, nhưng không quên cầu nguyện cho Yuji bình yên vô sự. Hình ảnh Yuji bị ô tô đâm cứ hiện lên trong đầu tôi. Mỗi lần như thế, ngực tôi lại đau thắt lại. Nhịp tim của tôi như đàn chơi đánh đàn reo dây. Lúc tôi có vài nhịp lạ chen vào khiến Đôi lúc có vài nhịp lạ chen vào khiến tôi đau đớn. Mio ơi, tim tôi thì thầm trong tim. Không có tiếng trả lời. Mio. Tôi gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thấy buồn vô cùng. Dù chẳng hiểu tại sao. Takun. Tiếng Yuji làm tôi bừng tỉnh. Con mua bánh kẹp kem về rồi đây. Thằng bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vai rung lên vì thở dốc, nhẹ cả người. Tôi nói, cái gì nhẹ? Không có gì. Từ giờ con không được phóng xe nhanh như thế nữa nhé. Nhưng mà thôi được rồi, cảm ơn con. Tôi nhấc nửa người dậy, ăn chiếc bánh kẹp kem thằng bé mua cho. Cái lạnh của bánh kẹp kem khiến người tôi run lẩy bẩy. Lẽ ra tôi nên nhờ thằng bé mua đồ ăn nóng. Tuy nhiên, tôi đặt im ăn bánh. Cần phải có thời gian để năng lượng từ bánh kẹp kem hấp thụ vào cơ thể. Tôi lại nằm ngửa ra nhìn bầu trời. Yuji nằm xuống bên cạnh. Bầu trời lúc này đã được bao phủ bởi một màu chàm. Các ngôi sao thất ẩn thất hiện như những chiếc đèn pin sắp hết. Không sao chứ ạ? Yuji hỏi. Ừ, chút nữa là bố ổn thôi. Vậy sao? Ừ, xem nào. Sao cơ? Hát sẽ đỡ hơn đấy. Tức là sao? Mẹ bảo con thế. Bố không biết. Được rồi. Được rồi là sao? Cái gì mà chả được. Thôi được rồi. Mẹ bảo là khi nào thấy sợ hoặc thấy đau thì chỉ cần hát bài này thôi. Mẹ bảo thế à? Vâng, mẹ bảo thế. Vậy con dạy bố đi. Sau đó thằng bé bắt đầu hát bằng thứ giọng mỏng và trong. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Chú voi vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Hai chú voi vui đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Đợi đã. Gì ạ? Bài này có bao nhiêu chú voi? Bao nhiêu cũng được. Đến khi nào mình thấy khỏe lại thì thôi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hàng trăm chú voi chen chúc nhau trên một cái mạng nhện khổng lồ. Không biết là mấy chú voi có vui thật không. Vui chứ, vui thì mới gọi thêm bạn đến chứ. Nào cùng hát nhé, Takun sẽ thấy khỏe hơn đấy. Được rồi. Ba chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Chúng tôi hát chơi đến khi có 65 chú voi mắc trên mạng nhện. Đoạn cuối cùng của bài hát là thế này. 65 chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Muộn quá rồi, chúng bảo nhau về thôi. Ta cũng thấy khỏe chưa? Ồ, sao lại? Sao ạ? Con xem này, bố khỏe lại từ lúc nào rồi? Thật ạ? Ừ, hay thật đấy. Công nhận. Muộn rồi, bố con mình về nhé. Vâng ạ. Trời đã tối, hai bố con dắt xe, đạp song song. Tiếng ếch kêu râm ran. Hôm nay bọn ếch có gì vui chăng? Con muốn gặp mẹ quá, Yuji nói. Vậy à, Yuji im lặng một lúc rồi nói. Có phải tại con mà mẹ chết không? Không phải đâu, thật không? Thật, sao con lại nghĩ thế? Chẳng sao cả. Một lát sau, lần này đến lượt tôi. Không phải đâu con. Con biết rồi. Thế thì tốt, vâng. Một ngày nào đó, Yuji sẽ biết sự thật. Bất cứ nơi nào cũng có người thích buôn chuyện. Hiện giờ, thằng bé trông có vẻ thờ ơ vậy thôi. Nhưng nó đang bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật. Rất có thể một kẻ tọc mạch nào đó đã nói với thằng bé. Dù sao, Yuji vẫn còn quá nhỏ. Tôi dự định giấu con thêm một thời gian nữa.
Nếu có thể, tôi muốn thằng bé chỉ biết sự thật khi đọc cuốn sách này. Sự thật là, nếu nói Mio chết do Yuji thì không hẳn, nhưng kết quả đã có từ trước đó. Rất khó để xác định được đâu mới là nguyên nhân. Quả bóng trên vòng quay may rủi rơi vào con số 13 đen đủi. Nhưng vì sao không thể giải thích? Vì sao chỉ bằng vài câu hỏi? Ngay cả khi thế giới của chúng ta cũng chẳng khác gì một bàn quay may rủi. Có một điều chắc chắn, Yuji là một ca sinh khó. Ngay từ khi mang bầu, Mio đã gặp vấn đề về sức khỏe. Cho đến lúc sinh Yuji, nàng phải tiêm vài mũi vì quá suy nhược. Chẳng biết để làm gì, phương án mổ đẻ như Caster, nghĩa là không phải đẻ tự nhiên mà đứa trẻ sẽ chui qua cái khe do bác sĩ rạch, cũng đã được tính đến. Nhưng cuối cùng, sau 30 giờ vật lộn, Yuji đã đến thế giới bên ngoài qua đường chính thống. Một đứa bé vô cùng khỏe mạnh, nặng những 3 kg 9. Ngược lại, mẹ thằng bé thì yếu đi nhiều, phần lớn các bộ phận trong cơ thể của nàng như cơ quan bài tiết, tiêu hóa, hô hấp đều không còn hoạt động được như xưa. 5 năm sau, nàng mới từ biệt tinh cầu này. Tận bây giờ, tôi vẫn không rõ tình trạng sức khỏe của Mio. Khi qua đời, liệu có liên quan gì đến những bộ phận trong cơ thể nàng bị suy nhược trầm trọng sau khi sinh Yuji hay không? Bởi lẽ sau khi sinh con một thời gian, nàng đã khỏe mạnh trở lại, vẫn sống cuộc sống bình thường của một người mẹ, người vợ. Do đó, không thể nói Mio chết là do Yuji được. Giả sử đúng là có vấn đề khi nàng sinh Yuji, nhưng 5 năm sau đó vấn đề ấy mới lấy đi mạng sống của nàng, thì cũng không thể quy kết đó là lỗi của Yuji. Thằng bé chẳng làm gì sai cả. Tôi và Mio chờ đợi để được đón thằng bé đến thế giới này. Lúc chào đời, Yuji còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất. Vì vậy tuyệt đối không được để Yuji khổ tâm về chuyện mẹ nó. Hôm sau, hai bố con vào rừng như thường lệ. Xưởng rượu hôm nay vẫn phát ra tiếng rên gư gư ga. Bầu trời bao phủ một lớp mây dày đặc xám xịt. Gió từ trong khu rừng thổi ra mang theo mùi mưa. Sắp mưa rồi đấy. Ồ, tôi giảm tốc độ để đi song song với Yuji. Bố ngửi thấy mùi mưa, có thể trời sẽ mưa. Yuji khịt mũi sụp xịt. Con không biết, nhanh lên nào. Mọi khi hai bố con vẫn thường đi đường vòng, chạy một quãng kha khá rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Nhưng hôm nay chúng tôi chọn đường tắt. Trong rừng rất là tối, dẻ và bồ đề vươn lên tạo thành một vòng lá bên trên. Bên dưới lá rụng thành lớp, mỗi bước dẫm lên lại nghe tiếng lép nhép, bầy chim không chịu cất tiếng hót. Có lẽ trời u ám quá nên chúng chẳng buồn ca hát, im ắng. Thi thoảng như thể nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới, lay động ngọn cây tạo nên những âm thanh lách cách, nghe như tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường. Lần trước cây này chưa nằm đây. Tôi giúp Yuji nhấc xe đạp qua, đi hết cánh rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Trời càng lúc càng tối, tắt. Giọt mưa đầu tiên xước qua má, rơi xuống vai. Mưa rồi đấy. Mưa đổ xuống ào ào, nền bê tông của nhà máy lỏng bỏng nước. Một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Cả nhà máy bỏ hoang như thế này không có nổi một chỗ trú mưa. Biết thế, hai bố con ở lại trong rừng còn hơn. Tôi quyết định chạy về phía đường cũ nên gọi Yuji. Về thôi con. Nhưng Yuji không nghe tiếng tôi. Trán bếp tóc vì dính nước mưa, thằng bé hơi chúi về phía trước, như thể đang nhìn vào thứ gì đó. Mặt đầy nghiêm trọng, thằng bé chau mày, chăm chú quan sát, ánh mắt đăm chiêu, già dặn nhiều hơn so với tuổi. Tôi dõi theo ánh mắt của Yuji. Giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa nổi bật lên một điểm sáng nhạt le lói. Điểm này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số 5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay gạt nước mưa đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức tôi nhận ra một dáng hình quen thuộc, không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây. Kia chính là Mio. Nàng đang ngồi thu mình trước cánh cửa, trên người khoác chiếc áo len mỏng của hoa màu hoa anh đào. Tôi cúi xin Yuji, thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi. Hai mắt thằng bé mở thao láo, miệng om há hốc hình chữ O. Yuji khẽ thì thào, hệt như lúc kể cho tôi nghe chuyện bí mật. Takun ơi, nguy rồi. Mắt Yuji chớp chớp liên tục. Mẹ kìa, Yuji nói mẹ từ tinh cầu lưu trữ về. Hai bố con dè dặt tiến gần lại Mio. Không phải vì sợ, không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả, mà vì tôi có cảm giác chỉ cần chút dao động trong không khí cũng đủ để xoa đi sự hiện diện của nàng.
Yuji chắc cũng nghĩ thế, vì tôi không thấy thằng bé chị ào đến ôm Mio ngay, mà có thể bản năng nó đã mách bảo cho Yuji biết hạnh phúc là thứ mong manh. Về phần mình, tôi không quên phải nhìn nhận sự việc theo cách thông thường, với ánh mắt của một người bình thường. Giả thiết về một người giống hệt Mio, đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ, có ngoại hình giống như chị em sinh đôi với nàng, hoặc là chị em sinh đôi thật, chứ không phải người xa lạ. Nếu là người lạ thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi thì không có chuyện tôi không biết. Nàng có em gái và em trai, nhưng ba chị em nàng chẳng giống nhau chút nào. Trong khi tôi, một người không chung huyết thống, lại còn giống em trai nàng hơn. Tôi chưa từng nghe chuyện nàng có một cô em sinh đôi bị cấm cung với mặt nạ trùm kín bao giờ. Giả thiết rằng nàng vẫn sống, không thể nào có chuyện đó được. Giả thuyết này có vẻ hấp dẫn nhưng hơi vô lý. Nếu nàng còn sống, điều đó có nghĩa là tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung với một Mio khác, tổ chức đám tang cho một Mio khác và đến tâm sự bên mộ của một Mio khác. Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy. Tôi cũng nghĩ đến giả thiết người ngoài hành tinh, giả thiết người nhân bản như ông Mulder, tức là David Dichovin. Tin vào mấy giả thuyết đó, chứ tôi thì không. Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên lúc chậm rãi tiến đến gần nàng. Tuy nhiên ý nghĩ chúng chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn của vợ tôi. Nàng đã nói với tôi rằng đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem bố con anh sống thế nào. Nàng đã giữ lời hứa quay về gặp lại bố con tôi vào một ngày mưa tháng 6. Khi chỉ còn một chút nữa là chạm vào nàng thì tôi nhận ra bên vành tay nàng có hai nốt ruồi nhỏ xíu. Chiếc răng khểnh trắng muốt thấp thoáng sau đôi môi khép hờ. Cô gái này không phải là ai đó giống hệt Mio, cũng không phải là chị em sinh đôi hay người nhân bản. Cô chính là Mio. Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác thì tôi có thể sửa lại thế này: cô là hiện thân của Mio với đầy đủ tâm hồn, thể xác, thậm chí có cả ký ức của Mio trước kia. Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thật, với hình hài quá rõ nét, chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa. Mùi tóc thân thương của nàng không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi mùi hương ấy thứ ngôn ngữ thân mật mà nàng dành riêng cho tôi, thứ ngôn ngữ có 102 trên thế giới, và tôi đang cảm nhận được ngôn ngữ đó. Không nhận ra được sự có mặt của hai bố con, nàng lơ đãng nhìn giọt mưa đang vỡ òa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bầu má Mio đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi. Trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung. Có gì đó hơi mâu thuẫn. Một linh hồn khỏe mạnh nghe mâu thuẫn, nghe thật mâu thuẫn. Như kiểu một nhà tài chính hảo tâm, hay Woody Allen có lối suy nghĩ tích cực. Nhưng biết đâu linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất. Dưới lớp áo len mỏng hoa anh đào là chiếc váy liền màu trắng không hoa văn. Nàng được cấp bộ quần áo này ở tinh cầu lưu trữ chăng? Những người sống ở trên đó đều mặc đồ màu trắng. Tôi biết những điều này từ xưa. Các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng. Nhưng không lẽ giờ kiểu mốt đó đang quay trở lại? Mẹ, quá nôn nóng. Yuji khẽ gọi giọng run run. Bây giờ Mio mới nhận ra sự có mặt của hai bố con. Nàng ngẩng lên, nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản, lãnh đạm. Nàng chậm chậm nhắm mắt, sau đó mở mắt ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương khiến tôi sức trào nước mắt. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vợ tôi. Dù nàng chỉ là linh hồn, đương nhiên cả sự đáng yêu kia cũng không hề thay đổi. Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng. Nàng hoảng sợ, vội co người lại. Có gì đó bất tiện ư? Nàng không cho phép để con chạm vào người ư? Tôi không thể kiềm chế hành động của bản thân. Tôi đặt tay lên vai nàng. Tôi ngỡ điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không gì cả. Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình. Bờ vai ấy tuy bị ướt mưa nhưng vẫn có chút hơi ấm. Tôi thoáng ngạc nhiên, giả dụ đây có là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng 6, hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là một giọt sương màu hoa anh đào chứ không phải bờ vai nàng, thì có vẻ còn hợp lý hơn. Dù là gì thì thật sự nàng vẫn đang hiện hữu đây, và mùi hương thật sự tỏa ra từ người nàng khiến trái tim tôi chao đảo. Yuji cũng rón rén lại gần Mio.
dè dặt chìa bàn tay xinh xắn kéo áo nàng. Miwa mỉm cười đáp lại Yuji, nhưng hai gò má của nàng căng cứng khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Sao thế này? Cảm giác lạ lắm đây là sao? Tôi hơi lo, bèn tự gọi tên nàng. Miwa, nàng quay sang nhìn tôi. Đôi môi mỏng của nàng khẽ mở ra, lộ chiếc răng khểnh lớn. Miwa, nàng nói, đó là tên tôi ư? Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao, mỏng và hơi run ở cuối câu. Ban đầu tôi muốn òa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi trước câu hỏi của nàng, tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt trào ra không nổi. Sao em lại hỏi vậy? Em không nhớ gì ư? Hả? Yuji nói. Có lẽ vậy, Miwa nói. Thế hả? Tiếng của Yuji. Tôi không nhớ gì cả. Không nhớ gì cả. Hai tay tôi hô hô một cách vô nghĩa. Không nhớ gì cả. Vâng, nàng nhếch mép như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt. Vậy còn? Nàng hỏi, hai người là ai? Là ai? Tôi nói với nàng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh là chồng em, còn Yuji là con trai em. Đúng thế, con trai. Yuji nói, không thể nào. Nàng nói, đúng vậy. Đúng đấy mẹ, Yuji nói. Khoan đã. Miwa một tay giơ ra như muốn ngăn cản hai bố con đừng nói nữa. Tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình, mắt nàng nhắm, lần hồi lại trí nhớ với mẹ vẻ mặt nghiêm trọng. Chừng 10 phút trước tôi đã cố nhưng không thể nào nhớ được gì cả. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai mà lại ngồi ở đây suy nghĩ thế này? Nghe nàng nói tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống đây cách đây 10 phút trước. Trong khi đó toàn bộ ký ức của nàng vẫn ở lại tinh cầu lưu trữ, là nàng quên luôn cả việc nàng đang là một linh hồn. Có lẽ vậy. Tóm lại chuyện là thế này. Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người. Phải, tôi nhanh trí trả lời. Sao cơ? Yuji nói. Tôi khẽ cấu vào gáy mảnh khảnh của Yuji. Thằng bé im lặng. Ba chúng ta đã đến đây, chủ nhật nào nhà mình cũng đi dạo. Thật vậy ư? Thật. Tôi gật đầu. Anh và Yuji chạy vào khu rừng chơi. Khi quay lại thì thấy em như thế này. Chắc em bị ngã, đập đầu vào đâu đó. Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó. Có vẻ vậy. Thật thế hả? Yuji hỏi. Tôi cấu mạnh vào Yuji. Thằng bé liền im bặt. Dẫu sao thì em cứ về nhà với bố con anh đã. Trí nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi. Thật vậy ư? Nàng từ từ đứng dậy, chiếc váy ướt dính chặt vào đùi, nước mưa chảy tong tong dưới ấu váy. Ta mau về thôi, để bị lạnh sẽ cảm mất. Vâng, nàng không biết gì cả. Có khi lại hay như thế, nàng sẽ không nhớ được những ký ức đau buồn. Tôi nhớ lại câu nói của nàng, đến mùa mưa em sẽ quay lại. Câu nói vào giây phút cuối cùng ấy, nàng nói thế này. Phải rồi, em sẽ đến cùng với cơn mưa. Sau khi chắc chắn hai bố con anh sống ổn, em sẽ lại ra đi trước khi mùa hè đến, vì em không chịu được nóng. Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu thì rất khó để nàng cũng quên luôn. Thì rất có thể nàng cũng quên luôn việc phải quay trở về tinh cầu lưu trữ. Và nếu vậy thì nàng sẽ sống lại, thì có thể ở lại sống với hai bố con. Chúng tôi, ba chúng tôi bao gồm tôi, Yuji và nàng. Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau thì việc vợ tôi là một linh hồn chẳng có vấn đề gì. Thật sự chẳng có vấn đề gì. Miwa và Yuji đi cạnh nhau trên đường mòn. Tôi dắt xe đạp theo sau. Ban đầu Yuji có vẻ căng thẳng và rụt rè, nhưng cuối cùng thằng bé cũng quyết định chìa tay về phía Miwa. Miwa nắm lấy tay thằng bé. Yuji giật mình, ngẩng lên nhìn Miwa. Nàng đáp lại bằng nụ cười hiền dịu dàng. Yuji òa khóc nức nở. Dễ hiểu thôi, vì một năm rồi thằng bé không được chạm vào tay mẹ. Nàng quay lại nhìn tôi như muốn hỏi, thằng bé sao vậy? Sau này em sẽ hiểu, Yuji mít ướt lắm. Tôi nói như vậy để đề phòng sau này nhỡ Yuji lại khóc không đúng lúc. Con hơi bối rối tí tẹo thôi, vì em không nhớ gì cả. Thật à? Yuji hỏi, giọng bực nức nữa. Tôi tiếp tục nói, trả lời câu hỏi của Yuji. Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều. Trước giờ em vẫn luôn làm thế. Miwa gật đầu tỏ ý nàng đã hiểu. Nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji, rồi kéo thằng bé lại gần. Chịu cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, Yuji đắm mình trong cơn say dịu êm của nước mắt. Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi, nếu nó phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm lần nữa thì cuộc hội ngộ này từ đầu sẽ chẳng có gì vui. Trước khi mùa hè đến, Miwa đã nói vậy. Nếu câu nói ấy là sự thật,
Thôi thì tôi còn rất ít thời gian, phải tranh thủ làm nũng mẹ thật nhiều vào. Tôi thì thào vào Chu Chi, lúc này đang gục mẹ mặt vào lưng Mio khóc nức nở, tay vẫn nắm chặt vô váy nàng.